Đây là một con máy 20 feet cho một anh khách ở Đồng Tháp. Máy 20 feet này bao gồm 20 con feet công suất, 10 con feet chống ngược ở phía dưới nữa nha. Biến áp E55, đồng lá làm quấn 5 gem nha. Anh mở cái led lên cái. 4 tụ lục nguồn đầu vào, 2 quạt gió tản nhiệt. 4 tụ lục nguồn đầu ra, 1 tụ bơm 3SCG, bơm cách ly nha, bơm cách ly 3 năm 2 năm chỗ 13 số 5. Một cuộn cảm. Đây, lái phép cách ly đồ đàng hoàng, chống ngược cực, chống chập giật đầy đủ. Máy là bao gồm này, hai cọc cùng màu là cầu bóp. Cọc màu đỏ này là giật, cọc màu đen này là mát. Cái màu đỏ này là chỉnh tần số mạnh yếu, khi mà đi là đi khoảng từ số 2, số 3. Còn nếu mà thấy cá chết chìm quá thì hạ xuống, còn nếu mà cá hơi chạy thì nhích lên xíu, nhích lên vừa 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 cho con cá nó ngồi nó ngóp lên thôi. Chứ đừng có để mà quất hết cỡ vậy, con cá nó chết chìm không nó lên không nổi, rồi thứ nhất nó hao bình, nó nóng máy nữa nha. Đặc biệt là con dây cáp nha, con dây cáp là xài dây cáp thắng mấy bư. Dây thắng mấy bư hoặc dây cáp 3 ly rưỡi 4 ly gì đó mà dài tầm 1 m 1 m2 thôi. Còn công tắc này là tắt trộn bật trộn, bật lên là nó trộn tịt là mình chỉnh cái này nè. Chỉnh này nhanh chậm đu ti luôn nè, mạnh yếu luôn nè. Còn tắt xuống đó là quýnh lì, là chỉ chỉnh được cái đỏ này thôi, thôi. Còn ở đây khi mà anh đi lấy nước phèn đục cái nhà ở Đồng Tháp thì nó có thường thường nó hay nước đục phù sa, nước phèn thì bật qua bên này áp 480. Còn đi nước trong á thì anh bật qua bên này là nước ngọt trong nha. Là áp 550 nha, nhớ giùm em bật cho đúng cái nước này nha. Đó, bây giờ em test máy cho anh coi. Đang máy thì em làm là đây giờ dây cò bóp là anh làm dài cho anh 3-4 mét theo yêu cầu của anh vậy này nha, em làm thiệt là dài luôn nè, cho máy mang tải 4000 đó. Cái này là quýnh đang đánh lì, công tắc này bật xuống nha, đang đánh lì, đang đánh ở nước ngọt phèn đục. Mở trộn. Rồi em bật qua nước áp đánh nước ngọt trong nha. Chắc em nghĩ là về ở Đồng Tháp là anh không cần phải xài tới cái mức ngọt trong đâu. Đánh cái mức ngọt ngọt phèn đục đó là nó khủng khiếp rồi nè. Mức ngọt trong là không cần chỉnh lên miếng nào luôn, mãi sáng cả này nè. Mức thấp nhất luôn đó. Chỉnh lên nữa em nghĩ con cá lên không nổi đâu. Đi tầm thấp nhất nếu mà nước ngọt trong á. Con đèn sáng trắng luôn thấy không? Rồi, bây giờ em test máy vậy thôi ha, cho ông anh ở Đồng Tháp ha, không nói tên nha. Dây màu đỏ là cộng, dây màu xanh là trừ nha. Rồi, phía thiết định dài đàng hoàng, nội thất bên trong con máy đây. Đây, ok nha.